Con hươu còn biết yêu thương mẹ, dê mẹ xả thân bồi sữa cho dê con. Đại bàng lớn tụ thành đàn bay về hướng nam. Những con quạ còn biết đút mồi cho quạ con. Người già luôn định được phương phía trước. Bồ câu thường giúp người đưa thư. Bò già rồi mà vẫn phải cày ruộng cho người. Chó thì rất trung thành với chủ. Không khí với ánh sáng mặt trời vốn dĩ rất tự do. Hơi thở dưới đao của người đồ tể là ngắn ngủi như thế. Tất cả nhịp mạch đập đều là tuyệt vời của thế giới này. Tôn trọng tất cả sinh mệnh chính là yêu quý sinh mạng chính bản thân mình. Bảo vệ tất cả sinh mệnh chính là mang lại món quà hạnh phúc cho bản thân mình. Đối với con cái và cha mẹ, nên sẻ chia cảm xúc với nhau. Tha thứ, sự tỉnh ngộ của kẻ trộm. Đại thần, cậu mượn tôi 3.000 đồng tiền, đến lúc nào trả đi? Anh Hắc Bì, em trong tay vẫn chưa có tiền. Em trong tay vẫn chưa có tiền. Anh Hắc Bì, anh xem. Đừng có lừa tôi nữa, ai mà không biết, ngày hôm qua cậu đã bán bầy dê được 3.000 đồng tiền chứ. Cậu biết đấy, trước giờ vẫn chưa có người nào trốn nợ của tôi được. Không phải vậy đâu. Em, 3.000 đồng tiền đó, vợ của em mấy ngày tới sắp sinh rồi. Anh Hắc Bì, 3.000 đồng tiền đó diễn phí cho vợ em khi sanh đẻ. Bác sĩ nói sức khỏe cô ấy không tốt, rất có khả năng gặp khó khăn khi sanh. Anh Hắc Bì. Vậy à, thật là tội nghiệp quá hả? Đại thần, tôi sẽ chỉ cho cậu một con đường sống. Như vậy không được đâu, đó là việc phạm pháp mà. Đừng nói là tôi không nhắc nhở cậu. Bây giờ, một là đem cho tôi một con, hoặc là ngay bây giờ trả tiền cho tôi. Cái này. Đại thần à, nói thật lòng, nếu như không phải cậu dẫn đường, thì là ai đi nữa cũng không vào nổi ngọn núi lớn này, càng không thể tìm được Linh Dương Tây Tạng. Nhiều dê quá. Tôi săn bắn 20 năm nay, trước giờ chưa hề thấy con dương lên Tây Tạng nào ngốc như thế này.
Mau hạ thủ đi, mau động thủ đi. Vẫn còn chưa động thủ? Sao vẫn còn chưa động thủ? Đại Thành, sao vẫn còn chưa động thủ? Đã đến tận nơi này rồi. Hai việc này, nó đang cầu xin chúng ta tha mạng. Nó sợ chạy đi rồi, đứa con trong bụng sẽ gặp nguy hiểm. Nếu như cậu không còn động thủ, thì tôi sẽ tự làm. Ông dám? Tôi không cho phép ông hại chúng. Cậu điên rồi à? Thôi được, tôi đi, tôi đi. Ê, cậu đừng có hối hận ha. Đây, trả ông 3.000 đồng tiền đây. Nếu như tôi biết trước ông vào núi săn Linh Dương Tây Tạng, tôi sẽ báo cảnh sát. Đại Thành, cậu được lắm. Coi như cậu có lợi hại, có dũng khí. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà.